Và ở đây là xã Vĩnh Hải các bạn, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, không biết phải huyện chính xác không, bị mình thấy đây xã Vĩnh Hải. Kính chào quý khách ha. Trên đường quốc lộ, trên đường DT702 cặp bờ biển ở Ninh Thuận các bạn, đường hướng đi ra Vĩnh Phi vậy đó, Vĩnh Phi phải không? Và đây là phần thứ 43, mình quay từ xã Vĩnh Hải, huyện gì của tỉnh Ninh Thuận mà, trên đường DT702 cặp bờ biển ở Ninh Thuận, quay về hướng Hà Nội đi Hà Giang các bạn, đi cột đời Lũng Cú á. Và vợ chồng mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn cô chú anh chị đang xem video của vợ chồng mình. Các bạn có xem video các bạn nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần hai vợ chồng mình nha các bạn. Đăng ký là hoàn toàn miễn phí. Ở đây là xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, trên đường DT702 cặp bờ biển bên phải. Bờ biển đang ở bên phải mình, đi về hướng Bắc. Mỗi lượt đăng ký của các bạn là nguồn động viên rất lớn đối với vợ chồng mình, để vợ chồng mình có thêm nhiều động lực hơn nữa để quay nhiều video tiếp theo các bạn. Vợ chồng mình có hai kênh YouTube, tất cả kênh thứ nhất là Vợ Chồng Sửa Xe, kênh thứ hai là Vợ Chồng Du Ký. Vợ chồng mình chuyên review các đoạn đường trên đất nước Việt Nam, mình đi đến đâu mình quay đến đó và đưa lên mạng để tất cả các bạn cô chú anh chị cùng vợ chồng mình thưởng lãm những cảnh đẹp trên quê hương đất nước Việt Nam qua những hành trình đi của vợ chồng mình. Và đây là hành trình đi từ điểm cực nam của Tổ quốc ở mũi Cà Mau các bạn, mình về điểm cực bắc của Tổ quốc ở tỉnh Hà Giang, cái chỗ cột cờ Lũng Cú đi vô các bạn. Hành trình đi của vợ chồng mình dài hơn 2.500 km và bạn về cũng dài hơn 2.500 km. Hành trình đi chuyến này của vợ chồng mình là hơn 5.000 km các bạn. Mình xuất phát từ mũi Cà Mau, mình đi ra Bắc á, mình đi theo quốc lộ 1, và đoạn nào có đường cặp biển thì mình chạy ven biển, còn đoạn nào không cặp biển thì mình chạy theo quốc lộ 1 các bạn. Và mình đăng lên kênh YouTube Vợ Chồng Du Ký. Còn bạn về của vợ chồng mình là từ Hà Giang, mình về theo quốc lộ 14, mình về Hà Tiên ra Rạch Giá, sau đó mới đi Cà Mau. Mình đăng kênh YouTube Vợ Chồng Sửa Xe, và vợ chồng mình kính mời tất cả các bạn của chú anh chị cùng đón theo dõi hành trình của vợ chồng mình. Ở đây vô khu dân cư, mây mờ che đỉnh núi, có cục mây cái núi che mất tiêu nhưng mà vẫn còn sáng. Vẫn còn sáng bẩn. Trời bữa nay không có chuyện mưa nhưng mà có cái đỉnh núi mây che. Quạt nữa cái cho nó sạch bụi, xe chạy bụi nữa quá. Hết khu dân cư, trời hết nắng. Đẹp quá. Trời đất chịu rất khô. Biển, biển là biển cạn á. Cảm
miếu Dinh Bà ở bên phải không? Cù lông vậy đó. Quốc lộ 1 41 km nè các bạn. Chạy ra quốc lộ 1 kiếm chỗ nghỉ qua đêm. Bán đất này đá không? Đá xanh học 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 bự. Vĩnh Hy 12 km. Tối ngày buông điện thoại không? Cây này cái xương xăm hay cái gì á? Hái rừng thì có chừng hai chân rừng nữa. Thấy không quan đây đây đều nho nó đều răng rắc khô khô queo.
vườn nho Gia Trinh để tham quan. Phải nói là khu vực này nho không nha, nhưng đất mát thì nó gần biển, hợp hai bên nho không các bạn, trái hồng hồng dưới không có, chở cái dây này gì dây có chừng dây giống cây cắt ké à, không có nhiều khi dây nho ta bỏ dọn vườn bỏ cái lá bẻ bẻ qua cái đó là mùa này là muốn cho không có là tự nhiên quá. Check in biển cảnh à, sát biển luôn ha, sát biển giờ sát biển giờ là cách biển Vĩnh thì 6 km. Này 85 ở Bình Thạnh, ở tên Ninh Thuận. Đây nho quá trời nho, đi đường nho. Là nho Thái An. Cảnh đẹp lắm, vừa đi vừa ngắm cảnh. Nho không à, đường hai bên đường nho, vườn nho vườn táo. Rừng núi chập trùng à.
ở đây là trên đường DT702 ở Ninh Thuận các bạn. Hai bên mình thấy đúng nho, đi qua quốc lộ thì không có thấy bao nhiêu nho. Thấy toàn bộ nho mà trên, thấy đây rừng không. Chạy sát biển không? Mọi giờ túc lên đỉnh núi là từ từ. Nãy là mình vừa chạy dưới là sát chân biển, chạy sát bờ biển luôn. Mọi giờ chạy lên tận đỉnh núi rồi. Núi đồi trùng điệp ở Ninh Thuận. Giờ chắc mình đi về. Ở này số 85 ở đây.
đường đèo núi quanh co quá trời đẹp, từ 10% cũng từ thôi. Số 4, ui đẹp quá, đẹp quá. Cái này cái gì đây, Vĩnh Thi hay đâu? Đây là Vĩnh Thi ở Ninh Thuận các bạn, đây là Vĩnh Thi Ninh Thuận. Đường dốc quanh có rồi, đây nè Vĩnh Thi Ninh Thuận. Nằm giữa cái lòng chảo, làng du lịch Vĩnh Thi. Làng du lịch Vĩnh Thi ở Ninh Thuận à. Rồi mình quên ra, không có đường đi nữa đâu. Cái cầu này đâu qua được, qua được không? Còn qua được có xe buýt đi mà sao mà đây không đi được. Cầu Vĩnh Thi cái này là làng du lịch Vĩnh Thi, kéo lên quay lại kết thúc ở đây. Đây là làng du lịch Vĩnh Thi các bạn, Vĩnh Thi. Và vợ chồng mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn cô chú anh chị đã xem hết video của vợ chồng mình. Ở đây là làng du lịch Vĩnh Thi. Mình sẽ kết thúc video ở làng du lịch Vĩnh Thi. Còn đường đi không? Đi thử. Ừ. Thấy ô tô có chạy đẳng rồi không? Mình có ô tô nó chạy. Chạy hết cái đó luôn. Còn
đẹp. Mình xin kết thúc video ở làng du lịch Vĩnh Hy các bạn.